Nhân chứng cho biết nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường sau vụ máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hàng loạt, mô tả cảnh tượng như thành phố xác sống. Vào lúc 15 giờ 30 phút, hàng loạt máy nhắn tin nhận được một tin nhắn có vẻ như đến từ giới lãnh đạo Hezbollah. Máy nhắn tin kêu bíp bíp trong vài giây trước khi phát nổ. Một nguồn tin an ninh Liban nói rằng tổng cộng 3.000 máy đã phát nổ khi một tin nhắn mã hóa được gửi đến để kích hoạt. Các nhân chứng mô tả khói bốc ra từ túi quần nhiều người, sau đó có tiếng nổ nghe như pháo hoa hoặc tiếng súng. Họ hàng của Fatima Jaffa Abdullah, 10 tuổi, cho biết cô bé đang đứng cạnh bố ở Beka Valley khi vụ nổ xảy ra khiến bé thiệt mạng. Người bố là thành viên của Hezbollah. Vùng ngoại ô như thành phố sát sống, máu vương vãi đầy đường. Một người có mặt bên ngoài Bệnh viện Đại học Mỹ ở Beirut mô tả. Người bị thương nằm la liệt trên đường trong số các nạn nhân có vài người bạn của tôi. Nhiều người sở hữu thiết bị này không chỉ riêng thành viên Hezbollah, trong số nạn nhân có những người làm việc trong ngành an ninh, một nhân chứng chia sẻ. Theo phóng viên AFP, tại một bệnh viện ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, nhiều người bị thương được điều trị trong bãi đậu xe vì cơ sở quá tải. Họ nằm trên những tấm đệm mỏng, xung quanh là găng tay y tế và cáng cứu thương dính đẩy máu. Ở một bệnh viện khác trong khu vực, nhiều người bị thương ở mặt, tay và bên hông, có những nạn nhân được điều trị bên trong ô tô hàng chục người chờ hiến máu tại điểm tiếp nhận dưới một cây cầu ở ngoại ô phía nam beirut phần lớn trong số này là đàn ông trên con phố gần khoa cấp cứu của bệnh viện ở khu thương mại hamra thủ đô beirut hàng chục người tụ tập và cố tìm hiểu tin tức về những người bị thương nhiều người khóc hoặc thét lên vì tức giận số khác ôm đầu một người phụ nữ được gọi điện báo rằng thân nhân mất một bàn tay và bị thương ở thắt lưng tiếng còi báo vang lên không ngớt khi xe cứu thương liên tục đổ đến bệnh viện trong đó có các phương tiện của lực lượng cứu hộ cứu nạn Hội chữ thập đỏ Liban và các nhóm đồng minh của Hezbollah. Giới chức Liban thông báo ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương sau loạt vụ nổ máy nhắn tin vào ngày 17 tháng 9. Chính phủ Liban và Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Israel hiện chưa bình luận về thông tin này. Quan chức và chuyên gia quân sự an ninh nhiều nước nhận định máy nhắn tin bị cài thuốc nổ từ trước. Theo một số quan chức Mỹ, thiết bị nổ đặt trong những chiếc máy này có thể nặng từ 30 đến 50 gram với cơ chế kích hoạt từ xa. Hãng tin Reuters trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề và nguồn tin an ninh cấp cao Liên bang nói rằng những máy nhắn tin bị nổ nằm trong lô hàng 5.000 chiếc được cho là sản xuất bởi Gold Apollo. Khoảng 3.000 máy trong số đó là mẫu AR924, ngoài ra còn 3 mẫu khác. Đáp lại, nhà sáng lập Gold Apollo Hu Trinh Quang cho biết những sản phẩm đó không phải của Gold Apollo mà chỉ dán nhãn hiệu của chúng tôi. Ông cho biết, ban đầu số máy nhắn tin này được chế tạo bởi một công ty ở châu âu đã mua giấy phép sử dụng thương hiệu của gold apollo song không nêu tên cụ thể và khẳng định hãng cũng là nạn nhân trong sự việc ông nói chúng tôi không phải là doanh nghiệp lớn nhưng vẫn là công ty có trách nhiệm đây là sự việc đáng xấu hổ hiện nay một câu hỏi lớn nhất đặt ra đằng sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin của hezbollah đó là tại sao nó lại diễn ra vào thời điểm này liệu có phải thời điểm tấn công có một ý nghĩa nào đó lớn hơn Israel đã tuyên bố việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah là một trong những mục tiêu của nước này, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ về một chiến dịch rộng hơn có thể dẫn đến cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Cuộc tấn công vào máy nhắn tin rất có thể là đòn mở màn cho một chiến dịch quân sự kéo dài của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, hoặc nó có thể chỉ là hoạt động bí mật mới nhất trong cuộc chiến ngầm kéo dài giữa Israel và các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Cũng có khả năng Israel đã bắt đầu chiến dịch này vì có giới hạn về thời gian tiến hành để không bị phát hiện. Đối với Mossad, cơ quan tình báo của Israel, cuộc tấn công này có thể góp phần rất lớn vào việc khôi phục danh tiếng đã bị ảnh hưởng do những thất bại liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo Foreign Policy, có vô số giả thuyết đang lan truyền về cách Mossad có thể thực hiện một cuộc tấn công lớn và kịch tính như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết liệu bom được gài vào trong giai đoạn sản xuất hay liệu chuỗi cung ứng đã bị xâm nhập ở một giai đoạn nào đó trong quá trình này. Lực lượng Hezbollah dựa vào các phương tiện liên lạc có phần lỗi thời như máy nhắn tin bởi họ tin rằng chúng nằm ngoài khả năng tấn công mạng của Israel. Sau vụ tấn công ngày mùng 7 tháng 10, các chiến binh Hezbollah phần lớn tìm cách tránh sử dụng điện thoại di động, trong khi thủ lĩnh của lực lượng này, Hassan Nasrallah, thúc giục các chiến binh sử dụng các phương pháp liên lạc thay thế. Một số người có thể suy đoán rằng phần mềm độc hại đã được đưa vào thiết bị, khiến cho pin quá nóng và sau đó chúng phát nổ. Tuy nhiên đây là cuộc tấn công có tổ chức được lên kế hoạch tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết. Ngoài tác động tức thời của cuộc tấn công, nó còn khiến Hezbollah ngày càng hoang mang về những bước tiếp theo của Hamas. Một số chuyên gia khác thì nhận định, vụ nổ máy nhắn tin của thành viên Hezbollah là đòn tấn công tinh vi được chuẩn bị trong thời gian dài liên quan đến lỗ hổng phân phối thiết bị. Một nhà phân tích tại Bỉ có tên là Eliza Magnier ngày 17 tháng 9 nhận định, đây là đòn tấn công rất tinh vi, chiến dịch với quy mô như vậy phải đòi hỏi nhiều tổ chức phối hợp với nhau. Giới chuyên gia hiện nêu ra hai giả thiết. Một là cuộc tấn công mạng trong đó phần mềm độc hại đã khiến pin lithium của máy nhắn tin quá nóng rồi phát nổ. Phương án thứ hai là cuộc tấn công chuỗi cung ứng, trong đó lô hàng máy nhắn tin được chuyển cho Hezbollah có thể đã bị can thiệp. Khi pin quá nóng, pin lithium có thể bốc khói và bốc cháy, tạo ra ngọn lửa lên đến 590 độ C. Tuy nhiên, máy nhắn tin thường không dùng pin lớn đến mức có thể gây ra các vụ nổ sát thương nghiêm trọng như ở Liban. Chuyên gia Magnier nghiêng về giả thiết thiết bị đã bị gài thuốc nổ trước khi được chuyển cho các thành viên Hezbollah. Ông nói, Lọ sự cố không phải do thiết bị trục trặc mà vì thứ được cài trong đó phát nổ, chúng có thể được điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Đây không phải là phương thức tấn công mới, nó từng được sử dụng. Có bên thứ ba tham gia, họ mở giao thức và cho phép kích hoạt vụ nổ từ xa. Nếu tình báo Israel xâm nhập được máy nhắn tin mà Hezbollah nhận, không loại trừ khả năng Tel Aviv đã xâm nhập được vào nguồn cung từ Iran vì hầu hết thiết bị của nhóm đến từ nước này. Chuyên gia suy đoán, máy nhắn tin của Hezbollah bị cài thuốc nổ mạnh với khối lượng từ 1 đến 3 gram người thực hiện cần rất nhiều thời gian để đặt thiết bị nổ vào máy nhắn tin, trong khi phải đảm bảo toàn bộ chức năng và linh kiện của máy không bị ảnh hưởng. Chuyên gia Mark Neal cho biết, điều này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan tình báo cũng như tận dụng lỗ hổng trong kênh phân phối thiết bị. Hãng tin Al Jazeera nhận định, tình báo Israel có thể cài thuốc nổ vào máy nhắn tin của Hezbollah với sự hỗ trợ của một bên thứ ba. Hoạt động này diễn ra trong một thời gian dài trước khi các thành viên của Hezbollah nhận máy thiết bị. Sau sự cố, Iran có thể sẽ phải kiểm tra tất cả sản phẩm và thiết bị của nước này để đảm bảo không bên nào can thiệp vào chúng. Chuyên gia an ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Omran ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận định loạt vụ nổ là đòn tấn công xâm nhập quy mô lớn không chỉ ảnh hưởng đến Hezbollah tại Liban mà còn cả các thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria. Ông nói, nhiều người cho rằng máy nhắn tin đã cũ, tuy nhiên Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran mới nhận mẫu thiết bị tiên tiến được sản xuất gần đây. Các thành viên Hezbollah ở Liban và Syria sử dụng chúng những thiết bị này là dấu hiệu cho thấy có lỗ hổng an ninh lớn đối với Hezbollah. Nhận định về quy mô sự cố, chuyên gia cho rằng hàng nghìn vụ ám sát cùng xảy ra ở nhiều nơi là đòn giáng mạnh vào tâm lý và sẽ ảnh hưởng tới Hezbollah. Mục đích của chiến dịch này là đánh vào tâm lý, gây ra nỗi kinh hoàng trong khu vực và tạo thêm áp lực lên Hezbollah. Viện tình báo và chiến dịch đặc biệt Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, sở hữu nhiều năng lực, trong đó có năng lực tấn công mạng và thực hiện chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Al-Jazeera đánh giá Mossad hoàn toàn có khả năng triển khai hoạt động như chiến dịch kích nổ máy nhắn tin của Hezbollah. Israel từng ám sát thành viên của nhóm Hamas với điện thoại di động cài thuốc nổ. Nước này cũng từng bị nghi đứng sau vị virus Stuxnet tấn công hệ thống máy tính dùng trong chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2010. Israel hiếm khi nhận trách nhiệm với những cuộc tấn công như vậy và quân đội của họ đã từ chối bình luận về vụ việc mới xảy ra ở Liban. Tuy nhiên, nước này vốn có lịch sử thực hiện các chiến dịch từ xa hết sức tinh vi. Tháng 7 năm 2024, hai lãnh đạo quân sự tại Beirut và Tehran đã bị sát hại trong các cuộc tấn công chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ. Hamas cho biết Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh tối cao của họ là Ismail Haniyeh tại thủ đô của Iran. Mặc dù Israel không thừa nhận vụ ám sát này, nhưng họ nhận trách nhiệm cho một vụ ám sát trước đó nhắm vào Sukur, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah tại thủ đô Beirut, Liban. Cũng trong tháng 7 năm 2024, Israel nhắm mục tiêu vào một chỉ huy quân sự bí mật của Hamas, Mohammed Deif trong một cuộc tấn công quy mô lớn tại khu vực đông dân cư phía nam giải Gaza. Cuộc tấn công này khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Vào tháng 4 năm 2024, hai vị tướng Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà Iran cho rằng do Israel thực hiện tại lãnh sự quán của Iran ở Syria. Vụ việc này khiến Iran tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel với khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái, hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn. Đầu năm 2024, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Beirut, Liban đã giết chết Saleh Aruri, một quan chức hàng đầu của Hamas khi các lực lượng Israel đang chiến đấu với nhóm vũ trang này tại Gaza. Tháng 12 năm 2023, Musavi, một cố vấn lâu năm của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở Syria, đã bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên ngoài Damas. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công. Năm 2021, một cơ sở hạt nhân bí mật ở miền trung Iran đã bị tổn hại bởi các vụ nổ và tấn công mạng dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng. Iran cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công cũng như đứng sau nhiều đợt ném bom khác nhắm vào các cơ sở hạt nhân của họ trong những năm đó. Năm 2020, một trong những vụ ám sát nổi bật nhất nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran là việc nhà khoa học hạt nhân quân sự hàng đầu của nước này, Mohsen Fakhrizadeh, bị sát hại bởi một khẩu súng máy điều khiển từ xa khi ông đang di chuyển trên một chiếc ô tô ngoài thủ đô Tehran. Iran cáo buộc Israel đã thực hiện vụ ám sát này. Năm 2019, một cuộc không kích của Israel nhắm vào nhà của Abu Enata, một chỉ huy cấp cao của nhóm thánh chiến hồi giáo ở giải Gaza, khiến ông và vợ thiệt mạng. Năm 2012, Ahmad Jabari, lãnh đạo nhánh vũ trang của Hamas, đã bị giết chết trong một cuộc không kích nhắm vào chiếc xe của ông. Cái chết của ông đã khơi mào cho cuộc chiến kéo dài 8 ngày giữa Hamas và Israel. Năm 2010, virus máy tính Stuxnet được phát hiện vào năm 2010 đã phá vỡ và làm hỏng các máy ly tâm hạt nhân của Iran. Nó được cho là kết quả của một dự án hợp tác giữa Mỹ và Israel. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.